Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày an lành. Thưa quý vị, nếu như quý vị đang theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của chúng tôi mà quý vị đang ở Việt Nam á, thì chắc quý vị rất là thấm thía cái chuyện là giá điện quý vị cứ trả là cứ phải tăng đều đều. Nội trong năm nay thôi thì giá điện đã được đề nghị là tăng 2 lần. Quý vị nhớ là vào hồi mùa hè vừa rồi tăng 3% và có thể vào cuối năm nay sẽ còn tăng thêm 3% nữa. Nhưng mà có một điều thưa quý vị mà cái tin tức diễn ra vào ngày hôm nay chúng tôi đọc thấy đó là Bộ Công Thương vừa có một cái báo cáo gửi cho Quốc hội và giải trình những cái câu hỏi chất vấn theo yêu cầu của Tổng Thư ký Quốc hội về cái việc sửa đổi giá bán điện. Thì từ cái sự giải trình của Bộ Công Thương lúc này người dân Việt Nam mới rõ thêm, thực ra chuyện này nó không mới đâu, nhưng mà nó mới ở chỗ là bây giờ mới có một cái cơ quan quản lý chính thức của ngành điện là Bộ Công Thương vừa mới khẳng định là gần 10 năm qua người dân sử dụng điện sinh hoạt á, phải bù giá cho nhóm khách hàng sản xuất. Có nghĩa là những cái cơ sở sản xuất, là những cái doanh nghiệp, những cái công ty tư nhân á, thưa quý vị, được xài giá điện mà đã được ưu đãi rồi, và thậm chí đó là càng được xài nhiều thì lại cái ưu đãi nó càng lớn. Và cái phần chênh lệch cho những cái thất thoát, cho những cái giá thành phải trả nhiều hơn đó, thì người dân chúng ta phải gánh. Đó là cái ý chính mà Bộ Công Thương vừa gửi cho Quốc hội và để mà trình một cái dự thảo sửa đổi giá bán lẻ điện. Và Bộ Công Thương cũng nói đó là bán cho nhóm khách hàng sản xuất á, thì cái giá đã phải ưu đãi hơn nè, mà làm cho những cái công ty, những cái cơ sở sản xuất như thế này đó, họ không có chịu đầu tư để mà thay đổi những cái công nghệ mới, điều chỉnh sản xuất để tăng hiệu quả sử dụng điện, rồi làm cho điện bị thâm hụt cao lên rất là nhiều. Cho nên vì vậy cân nhắc á, là phải làm sao cho nó công bằng giữa những cái hộ gia đình với lại những cái đơn vị sản xuất về cái giá điện, chứ không á, cái việc mà nó không có công bằng như thế này nó đã trải qua 10 năm rồi thưa quý vị. Đó là câu chuyện liên quan tới điện. Và cũng có một cái câu chuyện nữa cũng liên quan tới điện, nhưng mà từ từ sau khi nghe ra thì quý vị sẽ biết vì sao nó liên quan tới điện. Đó là về hãng Intel thưa quý vị. Quý vị nhớ là trước đây đó, Việt Nam á, rất phải nói là rất là vui mừng, rất là hồ hởi khi mà Intel á, công bố theo Reuters loan tin một cái kế hoạch là sẽ đầu tư sản xuất ở Việt Nam, và với một cái nhà máy, những cái công trình đồ đầu tư lên đến là 1 tỷ đô la vào Việt Nam. Đó là cái thông tin mà chúng ta đã được biết vào tháng 2. Và cũng từ đó Việt Nam đang có một cái hy vọng có thể là sẽ trở thành một cái trung tâm sản xuất chip bán dẫn ở ngay trong khu vực. Và thậm chí nếu có thể làm tốt hơn, những vấn đề mà giải quyết những vấn đề về đầu tư được tốt, quản lý được tốt, có thể Việt Nam sẽ có thể soáng ngôi cả Trung Quốc và thậm chí là có thể kế thừa và vượt mặt được Đài Loan chăng? Chúng ta có quyền mơ ước về điều đó. Nhất là bây giờ Mỹ đang siết lại cái việc mà sản xuất chất bán dẫn ở trong Trung Quốc và xuất cảng những cái thiết bị đó thưa quý vị, thì có thể Việt Nam đang tranh thủ cái cơ hội này để mà vươn lên trong cái ngành công nghệ cao. Chúng ta đang hy vọng điều đó thưa quý vị. Thì vào ngày hôm thứ ba, Reuters đã loan một cái tin mà làm cho rất nhiều người đang hy vọng vào một cái ngành công nghiệp cao và rất là nhiều những cái sự sáng sủa như vậy rất là thất vọng thưa quý vị. Khi Reuters nói rằng là Intel xem như là quay xe và rút lại cái kế hoạch này và bỏ hẳn không có mở rộng đầu tư ở Việt Nam nữa. Thưa quý vị. Và nguồn tin nói với Reuters đó thì không có cho biết là vì lý do vì sao mà Reuters lại quay xe như thế này. Nhưng mà nó có một số những cái chi tiết đặc biệt. Đó là truyền thông trong nước thì cũng đồng loạt đưa cái thông tin này, vì đây là cũng là một cái câu chuyện nó không có vui. Nhưng mà phải nói là truyền thông trong nước đưa tin là khá là dè dặt. Tờ Thanh Niên thì có vẻ là chơi bạo hơn, là đưa hẳn cái nguồn trích dẫn là Reuters đã nói rằng là rút lại kế hoạch. Rồi thậm chí là Reuters cũng cho biết là có những cái nguồn tin ở bên trong nói rằng là Intel đang có những cái lo ngại. Thì hai cái lý do mà Intel rút lại cái dự án này thưa quý vị, đó là thứ nhất là vì điện ở Việt Nam cứ chập chờn hoài. Đó, lý do vì sao mà Hoàng Vy nói là có liên quan tới cái ông điện đây. Điện ở Việt Nam cứ chập chờn hoài, và nếu mà đầu tư ở Việt Nam á, mà sản xuất chip bán dẫn mà bị điện cứ chập chờn thì nó sẽ ảnh hưởng lắm. Nhưng mà cái ý thứ hai quan trọng hơn, nguồn tin cho Reuters biết là vì cái sự quan liêu ở Việt Nam. Reuters cảm thấy không có an toàn,
không có comfortable, không có thoải mái cho họ để tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, cho nên thôi họ hủy bỏ cái dự án này. Và cái nguồn tin thứ ba, cái điều thứ ba cũng rất là quan trọng từ cái bài báo Reuters thưa quý vị, đó là ông Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã biết thông tin này từ tuần vừa rồi, nhưng mà các cơ quan truyền thông Việt Nam hoàn toàn không được đưa cái câu chuyện này. Tờ Tuổi Trẻ thì có vẻ dè dặt hơn, tờ Tuổi Trẻ chỉ đặt một cái dấu hỏi rất là to tướng là Intel liệu đã rút lại cái kế hoạch đầu tư mở rộng vào Việt Nam hay chăng, và kèm theo một cái dấu hỏi rất là lớn. Và tờ Tuổi Trẻ cũng đi phỏng vấn đại diện lãnh đạo của Việt Nam trong Intel thưa quý vị, thì họ cũng chỉ có nói loanh quanh, họ nói không có dám đi thẳng vào vấn đề, mà họ nói là họ chưa có cái nguồn thông tin nào chính thức về việc này là một. Và cái thứ hai, đối với Intel, Intel vẫn coi Việt Nam là một cái đối tác quan trọng để mà sản xuất chất bán dẫn, có nghĩa là nguyên một cái bài báo dài mà không dám đi vô cái vấn đề quan trọng là đã hủy rồi. Và thực ra theo Reuters nói là đã hủy từ hồi tháng 7. Và ông Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thì đã biết vào tuần vừa rồi, nhưng mà truyền thông thì không có được phép đưa tin về cái câu chuyện này. Đó là cái ý chính như vậy thưa quý vị. Và ngay cả đại diện cho Intel ngay tại Việt Nam, họ cũng loanh quanh và cuối cùng họ không dám cái thừa nhận điều đó. Chỉ có những nguồn thông tin trên Reuters thì mới tiết lộ hai cái lý do mà thực ra chúng ta cũng đoán từ phía trước. Thứ nhất là vì điện chập chờn, và cái thứ hai là vì cái tình trạng quan liêu. Đó là câu chuyện về Intel ở Việt Nam thưa quý vị. Và Đại sứ quán Mỹ theo Reuters nói là họ cũng có liên lạc để mà tìm kiếm một cái câu trả lời, một cái sự bình luận, nhưng mà chưa có đưa ra bất kỳ một cái lời bình luận nào hết. Và bên phía chính phủ Việt Nam cũng chưa có trả lời câu hỏi của Reuters. Nhưng mà nói tóm lại là gì? Hiện hãng Intel theo những cái dự án trước đây mà đầu tư hơn 1 tỷ đô la như thế này đó, đó là một cái dự án phải nói là Việt Nam đang rất là trông chờ để có thể phát triển và đẩy mạnh cái ngành sản xuất của Việt Nam, chuyển đổi sang cái ngành sản xuất chất bán dẫn. Đó là một cái việc chuyển mình rất là quan trọng. Nhưng nay việc Intel không còn đầu tư nữa, chắc chắn nó sẽ để lại một cái khoảng trống và một sự hụt hẫng rất là lớn. Hiện nay thì Intel có một cái nhà máy thử và đóng gói tại Sài Gòn trị giá khoảng 1 tỷ rưỡi thưa quý vị. Nhưng mà phải nói là cái việc quay xe này của Intel, nhiều người mà quan tâm đến câu chuyện này phải nói là rất là ngạc nhiên. Đó là câu chuyện liên quan đến Việt Nam để mở đầu bản tin ngày hôm nay. Và bây giờ chuyển sang tin về Bộ Quốc phòng của Mỹ thưa quý vị. Ông Ngoại trưởng Lloyd Austin ngày hôm nay ông cho biết một điều rằng á, là ông đã liên lạc với bên phía Trung Quốc để yêu cầu là bên phía Trung Quốc á, có những cái cuộc nói chuyện với người đồng cấp giữa hai bộ trưởng quốc phòng với nhau. Và cái câu đây không phải là lời yêu cầu đầu tiên thưa quý vị. Mà quý vị nhớ là hồi bà cựu chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi đã đùng đi thăm Đài Loan bất chấp những cái lời cảnh báo của bên phía Trung Quốc. Và cả cái câu chuyện là ông Tổng thống Joe Biden đã điều chiếc tiêm kích F-16 của Mỹ lên bắn cái bùm làm bể cái khinh khí cầu dò thám của Trung Quốc. Kể từ hai cái sự kiện đó mà Mỹ, xin lỗi, mà Trung Quốc rất là mặt mũi và cảm thấy rất là quê. Và từ đó cho nên Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ là Lloyd Austin đã nhiều lần yêu cầu có những cuộc nói chuyện với lại người đồng cấp là Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc, nhưng đều bị từ chối thưa quý vị. Và ngày hôm nay ông Lloyd Austin đã nhắc lại cái lời yêu cầu này với bên phía Trung Quốc là bởi vì sắp tới đây có một cái sự kiện của các bộ trưởng quốc phòng của trong khối ASEAN diễn ra ở Indonesia. Và bây giờ ông Lloyd Austin ông muốn có một cái cuộc nói chuyện bên lề cái sự kiện này với bên phía Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc không hoàn toàn không có một câu trả lời. Bởi vì quý vị biết là cách đây khoảng 2-3 tuần, nhân vật Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc là Lý Thượng Phúc, 2 tháng sau khi ông hoàn toàn là lặn rất là sâu, không có một chút sủi bọt nào hết, và công chúng cũng rất là hoang mang, không biết là ông Bộ trưởng Quốc phòng của mình ở nơi nào. Thì cuối cùng bên Trung Quốc đã hé lộ cái thông tin là ông đã bị bãi nhiệm một cách chính thức thưa quý vị. Và bây giờ cái vị trí Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc là hoàn toàn để trống. Và bên phía Mỹ bây giờ nói rằng là nếu như mà không có Bộ trưởng Quốc phòng, vậy thì cũng chỉ định một cái nhân vật nào có thể có một cuộc trò chuyện ngang hàng với lại ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bên lề sự kiện các bộ trưởng quốc phòng trong khối ASEAN. Bởi vì Mỹ vẫn cần có một cái kênh để mà nói chuyện với bên phía Trung Quốc. Quý vị thấy trong suốt cái thời gian vừa qua,
cả Trung Quốc và Mỹ đều tố cáo là cả hai có những cái hành động khiêu khích ở ngay trên Biển Đông. Nhưng mà nhất là ông Trung Quốc, chẳng những Mỹ đâu mà cả Canada nữa thưa quý vị, nhiều lần nói là Trung Quốc có những cái hành vi gây hấn, thậm chí là những chiếc máy bay chiến đấu đó là thường ép sát những cái máy bay mà bay trong cái vùng không phận của Biển Đông. Cái câu chuyện này chúng ta không có lạ gì hết. Nhưng mà bên phía Lloyd Austin ngày hôm nay, ông Bộ trưởng Quốc phòng nói rằng chính vì những lý do đó mà chúng tôi rất là cần phải có một cái cuộc nói chuyện ngang hàng với người đồng cấp. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc thì không có thiết lập cái đường dây liên lạc, và Trung Quốc cũng hoàn toàn để trống cái vị trí này, cho nên rất là khó để Mỹ và Trung Quốc có những cái cuộc nói chuyện và đàm phán, và đặc biệt về vấn đề trên Biển Đông thưa quý vị. Và quý vị thấy là trong thời gian sắp tới đây, đặc biệt là cái cuộc gặp của ông Tổng thống Mỹ là ông Joe Biden với lại ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề cái hội nghị thượng đỉnh APEC, nhiều người đang mong đợi là không biết cái cuộc gặp này liệu là nó có giải quyết được những cái căm hờn, những cái hờn gọi là những cái gút mắt trong cái mối quan hệ giữa hai nước hay không. Mọi người đang rất là trông đợi, và được biết thì đến giờ này bên phía Mỹ đã xác tính cái cuộc gặp sẽ diễn ra vào giữa tháng 11 tại San Francisco đây thưa quý vị. Nhưng mà bên Trung Quốc vẫn là mặt mũi, vẫn là chưa có xác nhận về cái cuộc gặp giữa hai lãnh đạo của hai nước. Thì chúng ta chờ xem. Nhưng mà cái nguồn tin, cái bài báo nói về cái câu chuyện ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin một lần nữa cho chúng ta thấy là điều gì? Đó là cái tình hình nội bộ ở trong Đảng Cộng sản của Trung Quốc, cái giới lãnh đạo của Trung Quốc, và đặc biệt là cái quyền lực xoay quanh ông Tập Cận Bình đang rất là rối ren. Đó là câu chuyện về ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin muốn gặp gỡ ông Bộ trưởng Quốc phòng mà không biết là ai của Trung Quốc thưa quý vị. Và chuyển sang một cái tin tức khác nữa, đó là ngày hôm nay trên tờ New York Times họ có trích dẫn một cái bài báo cáo của những chuyên gia về an ninh mạng, và đặc biệt về những cái vấn đề, những cái thông tin thật giả lẫn lộn hiện nay ở trên các cái nền tảng mạng xã hội thưa quý vị. Thì New York Times đại ý đưa ra cái kết luận như thế này nè. Kể từ sau khi chiến sự ở Trung Đông bùng nổ ngày 7 tháng 10, khi mà phiến quân Hamas tấn công vào Israel, và nó dẫn đến một cái cuộc trả đũa phải nói là rất là tàn khốc của chính phủ Do Thái cho đến ngày hôm nay. Tới mức độ mà Liên Hiệp Quốc bây giờ phải lên tiếng và cảnh báo rằng Gaza bây giờ đang trở thành một cái mồ chôn tập thể của các trẻ em. Rất là đau lòng, những trẻ em trai và gái, những cái trẻ em mà là một cái tương lai của một cả một thế hệ đó, thì bây giờ đang bị sử dụng, bên phía Hamas thì sử dụng làm những cái tấm lá chắn sống để mà chống lại bên phía Israel. Còn bên phía Israel thì với một cái tham vọng điên cuồng là phải tiêu diệt gọn ổ Hamas, cho nên là thường dân bị đau khổ, bị vạ lây, bị mất mạng một cách oan uổng. Ông Thủ tướng Netanyahu hôm nay cũng đưa ra cái lời tuyên bố rất là sắt đá là Israel sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn ở dải Gaza. Quý vị nhớ là ở Gaza đó, từ bao nhiêu năm nay là Hamas đang lãnh đạo dải Gaza và thống trị cái cộng đồng người Palestine ở đây. Nhưng mà bây giờ ông Israel nói là no. Kể từ sau cái vụ phiến quân Hamas tấn công như vậy, và bây giờ cái mục tiêu tối thượng của chính phủ Do Thái là phải dọn sạch cái ổ này, bứng nó đi, và Israel sẽ nắm hoàn toàn quyền kiểm soát ở dải Gaza. Đó là lời tuyên bố xanh rờn, và nữa sẽ không có bất kỳ một cái lệnh ngừng bắn sơ bộ nào hết. Chỉ trừ phi những tất cả những con tin mà phiến quân Hamas đang giam giữ đó được thả về một cách an toàn thì hãy nói tới chuyện là ngừng bắn dù chỉ là sơ bộ. Đó là diễn biến tại cái vùng chiến sự Trung Đông. Nhưng mà tờ New York Times họ mới đưa ra cái thông tin như thế này. Kể từ khi cái câu chuyện này bùng nổ ra bên cạnh cái chiến trường của bên phía Ukraine đó thưa quý vị, thì họ, những cái chuyên gia về an ninh mạng, họ nhận thấy một điều rằng những cái thông tin hiện nay đang ngập tràn mạng xã hội, nào là Facebook, nào là Twitter, bây giờ là mạng X đó, rồi cả TikTok nữa, rất nhiều thông tin bủa vây lấy người theo dõi, những cái dân thường trên khắp thế giới. Và nó tạo thành cả những cái làn sóng mâu thuẫn rất là lớn ngay trong nước Mỹ đây thưa quý vị. Có những từ hồi xảy ra chiến sự Trung Đông mà ở nước Mỹ có những cái cuộc va chạm, những cái cuộc biểu tình để rồi người Do Thái, rồi những người theo Palestine và
gọi là vừa biểu tình xong rồi quay ra choảng nhau. Và ở cái vùng Oakland ở Bắc California vào hôm cuối tuần vừa rồi cũng có một người đàn ông đã chết vì cái câu chuyện này, và chắc chắn là nó không có dừng lại như vậy thưa quý vị. Chính giám đốc FBI Christopher Wray, chúng tôi đã thưa quý vị rồi, trong cái phiên điều trần ngay tại Thượng viện, ông Christopher Wray nói là chưa bao giờ trong nước Mỹ mà những cái nguy cơ mà sẽ bị khủng bố, đặc biệt từ những cái phiến quân khủng bố Hồi giáo đó, đang đe dọa nước Mỹ rất là lớn. Thì tờ New York Times nói rằng có ba cái lực lượng đứng đằng sau những cái thông tin giả thật và đang truyền bá những cái tư tưởng khủng bố rất là nặng nề như thế này. Đó là ai? Đó là Iran, đó là Nga và đó là Trung Quốc thưa quý vị. Ba nước này đang bắt tay với nhau để tạo ra một cái làn sóng tin giả và đang bủa vây tất cả người dân khắp nơi trên thế giới và tạo ra một cái cuộc xung đột toàn cầu. Nó đang và là những gì mà quý vị đang thấy hiện nay. Đó là một cái thông tin vô cùng quan trọng để chúng ta nhìn thấy rõ mặt nhau, nhìn thấy rõ mặt người và nhìn thấy rõ những cái thách thức mà Mỹ hiện nay đang phải đối diện thưa quý vị. Và nữa, cái thông tin cuối cùng trước khi kết thúc ngày hôm nay, đó là nước Nga ngày hôm thứ Ba đã tưng bừng kỷ niệm 106 năm cách mạng tháng 10 Nga thưa quý vị. Và ông Putin cũng rất là hồ hởi về câu chuyện này. Và Reuters cũng đã đăng tải cái thông tin rằng là Putin có thể sẽ ra tranh cử trong cái nhiệm kỳ sắp tới đó. Ra tranh cử cho vui thôi, nhưng chắc chắn là sẽ tiếp tục ngự trị trên ngai vàng của mình cho đến trọn đời, miễn là ông ấy còn sống. Nhưng mà cái câu chuyện về cái ngày kỷ niệm 106 năm cách mạng tháng 10 Nga ngày hôm nay, người ta mới có dịp nhìn lại về cái cuộc chiến tranh của Ukraine và cả cuộc chiến tranh Trung Đông. Thì quý vị biết không, những chuyên gia về quân sự người ta mới đưa ra cái nhận định như thế này nè. Hamas tấn công vào Israel và làm thổi bùng cái chiến sự ở Trung Đông vào ngày 7 tháng 10, đó là một cái món quà vô cùng lớn cho cái sinh nhật của nước Nga vào ngày hôm thứ Ba. Vì sao lại như vậy? Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.